Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? Ế, ế. Ý nói là sao đi tìm quà không có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này chút ha, thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như ở quý thầy quý cô, đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau, mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa, chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ, hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có. Dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên
với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm. Mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên, mà ép hoài thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo, nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá à, để hàng chính giữa cho đỡ. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa, và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à nam ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ, dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y, nhưng mà vì cái chức
cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình nào trong buổi lễ mình hát trầm hương đô, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có sao mà chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định, có giới. Chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình. Nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cắm hoa hai ý nghĩa: một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả.
Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đôm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đôm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo đó, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Pháp Hòa nhớ có một bác, bác nói chuyện có duyên và dễ thương lắm. Một hôm nọ người ta thấy bác nói chuyện lúc nào cũng hay, cho nên ăn xong bữa đám cưới á, người ta mới mời bác lên đại diện cái bàn đó để chúc phúc cho cô dâu chú rể rồi gom bao lì xì cho. Trời, bà nghe bà ngon lành quá. Kính thưa quý vị hai họ, hôm nay tôi đại diện nguyên cái bàn này xin chia buồn với quý vị. Tại vì biết sao biết không, bà đi đám ma nhiều đám cưới. Vì lúc nào lên đứng cũng là xin chia buồn quen miệng rồi. Thưa đại chúng là quý thầy thỉnh thoảng cũng quên nha, tại vì quý thầy phục nguyện cầu siêu nhiều hơn cầu an. Như hồi nãy cái danh sách mà đem lên mà cho Pháp Hòa đọc á, thường thường á, giấy cầu an một màu, giấy cầu siêu một màu. Để đem lên đó thì ông thầy chủ lễ ông nhìn vô hai cái màu giấy, ông biết cái nào cầu an, cái nào cầu siêu. Nếu mà copy màu trắng hết là hỡi ơi đó. Hồi nãy đem lên đưa nguyên sách, mà may phước là Pháp Hòa lanh mắt. Cầu siêu hương linh ABC xong nhảy qua cầu an, mắt mình mà thấy hai chữ cầu an mình dừng lại kịp. Mình định nói hương linh Tại tôi bị hớ rồi, qua tới cầu an rồi. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng có cái nghệ thuật ở trong đó hết á. Bây giờ trong chùa mà mình ghi danh cầu an cầu siêu thì mình làm hai màu giấy. Cầu siêu thì màu trắng cũng được, nếu mình sợ tốn tiền giấy màu. Còn giấy cầu an thì màu xanh, màu hồng gì đó. Ta nhìn vô mẫu giấy người ta biết cầu gì. Thật sự nhiều khi mình có nhiều nơi thì copy vậy thôi. Ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai gì, nhưng mà mình ví dụ vậy để mình phân biệt. Cho nên á, bây giờ mình làm đẹp con người mình ở chỗ nào? Trước hết là làm đẹp ngôn ngữ, âm thanh nè, lời nói nè, cái cách mình gọi, mình mời người ta nó cũng khác lắm. Rồi kế đến là gì? Nụ cười. Quý vị gặp ai quý vị cũng thích người ta cười chứ đâu không thích người ta không cười.
Vậy thì nụ cười cũng làm đẹp cho con người mình. Thường thường ta hay nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng mà cười nó cũng có nhiều cách lắm à. Cười hoan hỷ hay là cười gì chê. Có nhiều khi mình thấy người đó làm mà mình cũng cười. Rồi ta biết cái nụ cười này nụ cười gì vậy đó, phải không? Cho nên cười nó có nhiều cách lắm. Cười hoan hỷ, cười chê bai, cười ngạo nghễ, cười đắc chí, cười thua cuộc. Nhiều khi khổ quá cũng cười nữa. Nhưng mà cười xong phải hất hất về một cái nữa, để ta thấy cao xanh ơi cao xanh. Rồi cười nó cũng nhiều thứ cười. Vậy thì quý vị thấy là Đức Phật ngồi thiền cũng mỉm cười. Nhưng mà cái cười của Đức Phật chúng ta thường gọi là hàm tiếu. Cười kiểu Phật là kiểu hàm tiếu, mỉm nhẹ lắm. Có nhiều khi mình vô trong hãng, mình đeo cái headphone nghe giảng, tới lúc ông thầy cũng kể cái chuyện gì vui quá, cái mình cười khúc khích mình vậy. Cái người kế bên ta tưởng mình something wrong. Thậm chí lái xe mở băng giảng, trời ơi khoái quá cười hả hả trong xe. Quên tại mình đang quay kiến xe xuống. Cái ông kế bên ta, ông nhìn mình ông trố mắt thôi. Đức Phật là cười mỉm. Cho nên khi mình ngồi thiền mình thở, hồi nãy Pháp Hòa Thưa hướng dẫn đại chúng đó, khi mình ngồi vậy là mình nhớ mình mỉm cười. Cười chi biết không? Cười để nó ủi mấy cái đường nhăn ra. Sự thật là vậy. Tại vì khi mình cười là mình đẩy, còn khi mà mình méo là mình móc nó vô. Cho nên cái cuộc sống mà quý vị thấy không, cái niềm vui rất là cần. Bởi vì vậy mà người ta thường viết kịch. Trong bất cứ một cái đại nhạc hội lớn đó, ngoài những bài hát ra phải có kịch. Để làm chi? Để cho người ta cười thoải mái, cười sảng khoái. Vì cười lúc nào nó cũng làm cho người ta xả bỏ đi được những cái đau khổ. Thậm chí người ta khổ quá, nhưng mà nếu mà người ta được cười chút á, người ta tạm quên cái đó mình cũng có phước. Nhưng mà nhớ cười đúng chỗ. Tự nhiên đám ma người ta mà vô cười, vui quá. Thôi chỗ đám tang đâu có cười được. Cười đúng chỗ. Và cái nụ cười nó lúc, cho nên hồi nãy mình nói, mình nói cũng phải nói đúng chỗ, nói đúng lúc. Rồi mình cười phải cười đúng chỗ đúng lúc, mà nên cười nhiều hơn. Mà tiếng Việt Nam của mình nó hay lắm. Chỗ nào mà người ta không cười cái đó, chị anh nó nhìn không có mùa xuân. Trời ơi coi ổng ngồi như mất sổ gạo. Người nào mà thường không cười, mùng 1 Tết mình đâu dám gặp họ. Mình nghe họ là mình chạy mất đất. Cho nên chùa tâm lý cái đó. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa tâm lý cái đó. Ngày Tết mới bưng Phật Di Lặc ra làm biểu tượng, chứ Phật Di Lặc không có đó đâu. Tự mình mời ngài vô đóng kịch, đóng tuồng với mình trong ngày Tết. Giống như là múa lân á, phải có ông địa. Đeo cái mặt ông địa vô, ông cười hai cái cục hai bên đỏ đỏ. Mình nhìn cái tướng mập mập phiểu phiểu cười cười, cầm cái quạt phẩy phẩy cái mình cũng khoái. Vì mình luôn luôn mình thích vui. Con người của mình là thích vui. Thử mà chúc Tết cho mình mà chúc một câu không vui, mình đâu có chịu. Vì vậy cho nên Tết nhà chùa thường hay gọi là mừng xuân Di Lặc. Tại vì Di Lặc là một Bồ Tát mượn trưng cho hoan hỷ vui vẻ. Mà mùa xuân là mùa mà tất cả hoa lá nảy mầm, xinh tươi tốt đẹp. Cho nên chúng ta thường gọi là mùa xuân. Mà nghe tới mùa xuân là tự nhiên ai cũng rộn ràng, ai cũng rộn rã cõi lòng. Nói tới Tết là ai cũng vui. Vì vậy cho nên ngôn ngữ nụ cười
Bên cạnh đó có gì nữa? Làm đẹp bằng động tác. Cái hành động mình quan trọng luôn. Có nhiều khi mình không có ý xấu, nhưng mà cái hành động mình có thể làm người khác hiểu lầm. Cho nên mình làm đẹp mình bằng cái hành động, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng hành động. Có nhiều khi cái ánh mắt của mình thôi cũng làm cho người ta dễ chịu. Có nhiều khi một cái ánh mắt của mình thôi mà làm cho người ta khó chịu vô cùng. Mình ngồi ăn cơm với người ta, mình cứ lườm lườm người ta vậy. Thậm chí mà người ta tới nhà chơi mà mình cứ dòm ngó người ta hoài, cái tự nhiên người ta nhìn lại, ủa tôi có gì sai không ta? Cái thôi ta thấy ngồi ăn mà khó chịu quá, thôi ta xin đi về sớm. Cho nên á, trong Phật giáo á, chúng ta thường nói nghiệp tạo tội. Nhưng mà thưa thầy, chúng nghiệp và tội nó xuất phát từ đâu? Từ ba chỗ: hành động, lời nói, suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ của mình, người ta thường hay gọi là quan niệm. Có những cái quan niệm nó rất là sai. Có những quan niệm nó làm cho người ta khổ đau vô cùng. Ví dụ, mình quan niệm không có tặng cái khăn cho nhau. Tại vì tiếng Việt Nam khăn là khó khăn. Cho nên ai mà lỡ mua giùm cho mình một cái khăn, đem tới tặng cho mình không vui trong bụng mà không nói á. Xong rồi đi vô lấy 1 đồng ra: chị không cho khăn tôi nghe, nè tôi mua đó. Hết chuyện rồi, tự nhiên đem cho khăn. Hỏi sao vậy? Chị biết khăn là khó khăn không? Tại vì mình tiếng Việt Nam, mình kêu cái khăn và khó khăn. Chứ còn tiếng Mỹ, khăn là cái towel, không có dính dáng gì với chữ khăn hết. Tại vì mình kêu cái đó là tiếng khăn, rồi mình đặt để khó khăn. Đó là một quan niệm tà kiến. Quan niệm tà kiến. Rồi tự nhiên không tặng dao. Hỏi tại sao? Nói dao là cắt đứt. Trời ơi, tặng hột xoàn mà tới hồi muốn đứt cũng đứt kìa. Chứ đừng có nói là mình tặng cái dao. Vậy mà tới hồi mà đưa cái dao: nè không có tặng dao nghe, tôi lấy 1 đồng tôi trả nè, dao ai mà đem tặng? Không dám cho dao. Tại vì mình kêu cái đó là cái dao, và mình quan niệm dao là cắt. Mà hễ mà cái dao lục là dục rồi nha, dao gì lục nhất. Ở cho con người mình chịu không nổi. Tại vì mình quá nhiều quan niệm, mà những cái quan niệm nó không mang lại lợi ích cho người khác, mà nó mang lại những cái khổ đau. Thí dụ như con trẻ của mình, nó thương nhau mà cũng tại cái vụ coi bói đó, mà nó cũng có thể nó bỏ nhau. Má đi coi tuổi mày rồi, con mà về con lấy nhỏ này, hay con cưới nhỏ này, hay là con lấy con này gì đó, là hai đứa sống không nát chiếc chiếu nha. Rồi tụi bay cãi lời tao, làm gì làm tao không giữ à. Tất cả đều là những cái quan niệm. Mà có những quan niệm nó chỉ làm cho người ta đau khổ thôi, chứ người ta có được lợi lạc gì đâu. Có một hòa thượng á, ngày đi về quê ngày giảng. Giảng xong xuống cái ngày mới nói: nhà vệ sinh ở đâu cho tôi xin phép tôi đi vô, tôi đi vệ sinh rửa tay. Ngày vô bên trong ngày rửa tay, ngày nghe ở ngoài này mấy bà rù rì. Nói trời ơi, hòa thượng mà cũng đi toilet nữa hả? Hòa thượng ở trong phút, ngài chỉ biết ở trong đó ngài thì hỡi ơi. Tại vì mình quan niệm sao hòa thượng cao quá. Ô cha, mình lại hòa thượng là cái gì ở trên. Nhưng mà mình quên chuyện hòa thượng cũng là con người. Mà mình cúng mà muốn hòa thượng ăn cho thiệt nhiều,
Mà tới hầu hòa thượng đi toilet ngoài này mình thắc mắc. Hòa thượng mà lên mà mâm cơm mà thấy hòa thượng ăn hết, bữa nay hòa thượng chê đồ con, con nấu hòa thượng thèm ăn. Muốn hòa thượng ăn thiệt nhiều mà hòa thượng vô kia thắc mắc. Đó là một quan niệm. Có một lần nọ thì có mẹ của một vị thầy thấy cái chỗ đó, cái đó đẹp, bà mới nói trời ơi cái này đẹp quá ha. Thì có một cô Phật tử cô đứng bên mới nói trời, mẹ của thầy mà còn biết đẹp nữa hả? Cái thì cô Phật tử nói ủa bộ mẹ thầy là sỏi đá. Tức là mình quan niệm là mẹ của thầy nghĩa là cái gì đó rất là cao, không được khen chê, và thậm chí hình như hết biết đẹp. Có phải không? Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi có những cái quan niệm mình chỉ làm cho bản thân mình khó khăn và khổ sở. Năm nào cũng dở lịch coi coi đầu năm nay mình đi hướng nào để kiếm hỷ thần, kiếm tài thần. Nhưng mà mình đi đi chứ tốn cũng tốn mà. Không tốn nhiều chứ tốn cốn căn bản chứ. Đi đâu mà không tốn xăng? Đi về cái hướng đó cũng phải tốn xăng vậy. Phải không? Thành thử ra mình nhớ coi thì coi cho vui, nhưng mà đừng có dựa dẫm vô cái đó nhiều quá rồi tự mình làm khổ mình. Mà mình không bác, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ mình tư duy. Cái gì mình làm là làm thôi, chứ còn mình biết cái đó chỉ là cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ nè quý vị, Tết nè quý vị để ha, trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Rồi bây giờ mà kêu mấy đứa nhỏ để đi mua mà nó mua không đủ, về nó năm nay không được rồi, thôi đi kiếm chùm chôm chôm để lên nữa. Chôm, dừa, đủ, xài. Rồi cái bên này nó kiếm một cái dĩa trái cây khác, nó để một trái xài, một bó xả với một bình ga. Hỏi chi vậy con? Xài, xả ga. Ở bên má quan niệm vậy phải không? Con sẽ đối với má quan niệm kiểu này. Cho nên nhiều khi mình tạo dựng những cái tư duy đó, nhà Phật thường gọi là tà kiến. Chữ tà là gì? Tà là lệch, nó không có đúng vậy thôi. Nó tà là nó lệch, chứ nó không có cái ý là mình chửi mắng ai là tà ma ngoại đạo gì cả. Chữ chánh là ngay, mà chữ tà là lệch. Mà mình có những cái quan niệm nó lệch lạc như vậy, nó làm cho người khác khổ theo những cái quan niệm đó của mình. Mà thưa đại chúng là ở đây mình ngồi này, bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đã từng bị khổ bởi những cái quan niệm như vậy không? Có nhiều khi mình rất là khó xử trong cái quan niệm như vậy. Ví dụ như bây giờ đây có một cái phong trào là chết không cho đụng. Chết là phải đi yên 8 tiếng không được đụng vô. Đụng là cái người chết đó họ nổi cơn lên, họ nổi giận là họ đọa. Rồi bác sĩ vô nói không, tôi cần vô tôi khám để tôi xác định. Không cho bác sĩ đụng. Không cho bác sĩ đụng vô thì làm sao ông khám, ông xác nhận cái người này mất được. Cho nên thí dụ như mình tin cái đó là mình tin, nhưng mình phải biết là có những trường hợp mình phải tùy thuận để người ta làm việc. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bị tai nạn xe ở ngoài đường họ mất, không lẽ mình ra mình dàn lại hết, mình nói súng lại niệm Nam Mô Di Đà Phật 8 tiếng đi rồi mới cho dời vô, khổ không? Một quan niệm. Cho nên mình ở trên đời này mình sử dụng, mình ứng dụng cái điều gì đó, nhưng mình phải biết có những trường hợp mình phải cất cái quan niệm đó đi, để mình thích ứng được với ngay cái gì của hiện tại, để mình làm người ta dễ chịu. Mình làm đẹp ngôn ngữ, mình làm đẹp nụ cười, mình làm đẹp bằng nụ cười, mình làm đẹp bằng ngôn ngữ, mình làm đẹp bằng cái hành động của mình. Và mình làm đẹp bằng cái quan niệm của mình.
và mình làm đẹp hoàn cảnh. Có những cái hoàn cảnh nó rất cần mình quan tâm, để cho cái nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Như là hoàn cảnh gia đình của mình, hoàn cảnh trong hãng xưởng của mình, hoàn cảnh trong đạo tràng của mình. Nhiều khi á, ai người ta cũng vui vẻ, có một mình là rắc rối nhất trong đám. Mình không thấy cái đó, mà luôn luôn sự xuất hiện của mình là làm cho người ta khó chịu, làm cho cái không khí chỗ đó nó ngột ngạt lên. Thế thì mình phải nhận ra cái điều đó, mình chuyển đổi đi, chuyển đổi hành động, ngôn ngữ, nụ cười của mình để làm cho hoàn cảnh nó đẹp. Thưa đại chúng, có một hòa thượng dạy như thế này mà rất là hay. Có một cái buổi họp đó, trong chùa họp với nhau là quyết định một công việc, thì một số là không đồng ý, một số đồng ý. Thì cứ như vậy mà ngồi bàn hoài chưa ra lẽ, cuối cùng phải làm bằng một cách là biểu quyết. Biểu quyết á, ai mà đồng ý giơ tay lên hết, phần đông thì sẽ thắng. Thì cuối cùng biểu quyết cái công việc đó, phần đông thắng. Hòa thượng ngồi chứng minh suốt cái buổi họp đó, ngài không có lên tiếng gì hết, để cho các đệ tử giải quyết với nhau. Khi mà giải quyết xong rồi, hòa thượng mới chọc quê cái nhóm mà bị thua đó. Hòa thượng nói: quý vị thua rồi, nhưng mà sau đó ngài đến cái nhóm mà đã thắng đó, ngài dạy, ngài nói như thế này: thật ra đó, mình có thể biểu quyết như vậy theo thế thường, nhưng mà nếu hay hơn nữa đó, cái vấn đề không phải là mình lấy số đông thắng số ít, là cái vấn đề khi người ta chưa đồng tình với mình thì mình phải làm sao, mình giải thích như thế nào để cho người ta thông cảm được cái chuyện mình quyết định mình muốn làm, để người ta vui vẻ người ta làm theo. Bây giờ số đông thắng số ít thì số ít phải theo số đông, nhưng mà theo mà không phục. Quý vị thấy được điều đó không? Đa số ở đời giải quyết kiểu đó: tôi không cần biết anh thích hay là không thích, nhưng bây giờ số đông làm phải theo. Nhưng mà cách của đạo Phật là khác. Mình làm sao mình, người ta tại sao người ta chống, là vì người ta không hiểu được vấn đề. Mà cái hay của mình là làm sao nói cho người ta hiểu, để người ta cảm thông, để người ta đồng tình, người ta cùng làm với mình. Cũng giống như con cái trong nhà, một người chồng cho con mình làm việc đó mà người mẹ không cho, thì cuối cùng người mẹ lấy: thôi được rồi, bây giờ á, ông với con làm gì làm, tôi không cần biết. Mình nói lại như vậy thì có thể ông chồng ông cũng, một là ông chấp nhận vậy cho nhà nó yên, hai là ông cũng lấy luôn. Ok, bà muốn vậy tôi làm. Thì mình á, không giải tỏa được cái đó, mình không đồng lòng cho con làm cái đó, mình cứ ghim đứa nhỏ. Và mỗi lần chuyện gì, bây giờ đó mày cứ đi kiếm ba mày đi, mày đâu cần biết gì tới tao. Cứ như thế mà leo thang làm khổ. Mà đôi khi mình không có nói gì nhiều đâu, một hai câu thôi mà con nó nghe xong nó ve số. Nó mới vừa ló mặt nó ra, mình giỡn nó một hai câu là nó lui. Cho nên cuối cùng cha con không có thể nói chuyện được, mẹ con không thể nói chuyện được, là tại vì mình không bao giờ cảm thông. Và chính như vậy mình tạo nên một cái hoàn cảnh lẽ ra không cần thiết như vậy. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm việc trong chùa toàn là thiện nguyện, toàn là công quả, nhưng mà công thì cũng có mà công lưng, quả thì cũng có mà quả lựu. Cho nên mạnh ai nấy dụng công mà luyện lựu. Cho nên rồi rốt cuộc cái chuyện Phật sự, chuyện từ thiện, nó tạo ra một hoàn cảnh rất là lạnh lùng, đến mà không thể thông được với nhau. Cho nên cái lời dạy của Hòa Thượng, Pháp Hòa nghe xong rồi, trong lòng mình thương kính Hòa Thượng vô cùng. Mình thấy một bậc thầy
quả thật là trí tuệ siêu việt. Nếu bình thường là cứ lấy số đông quyết định, số nhỏ phải phục tùng. Nhưng mà thượng chọc quý vị kia xong, quý vị lại dạy các vị thắng: các vị đừng đắc thắng, đừng vui vẻ với cái thắng của mình, mà quý vị phải biết rằng quý vị chỉ thắng ở mặt số đông thôi, quý vị chưa thắng được lòng người. Quý vị phải làm sao, giải thích như thế nào, nói như thế nào để người ta thông cảm. Bây giờ thưa đại chúng, Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ thông cảm đây. Ở đây á, mình muốn lập chùa đó là mình phải có cái vấn đề hearing, tức là mình phải nghe hàng xóm. Họ chống mình là lý do nào? Họ chống xong, dù trong cái neighbor, trong cái làng xóm đó, một gia đình chống mình cũng không được làm chùa nữa. Cuối cùng mình phải đi lên hearing, tức là phải đi lên city hall. Mình nghe hàng xóm họ, lý do họ chống mình, xong mình được cơ hội giải thích, mình được cơ hội nói cho họ nghe. Ví dụ như có đa số họ chống, họ nói là tại vì mình rất là ồn ào, mình lái xe rất là ẩu, và mình đậu xe cũng rất ẩu, mặc dù cái bảng nó để dần dần vậy đó, chỗ cá nhân private property mình vẫn đậu như thường. Tại vì người Việt Nam mình có rất nhiều chè đậu, chè đậu đỏ, chè đậu đen. Đậu đen nghĩa là đậu đại á, kẻ bước vô rồi tính. Nhưng mà lúc mình đậu đại mình đâu có để ý, ra ăn cái ticket bắt đầu mình mới bực mình. Đi bực mình xong nói trời ơi trời, đi chùa mà Phật không phù hộ, tội nghiệp Phật. Phật đâu có phù hộ mấy chuyện này được, người ta không cho đậu, mình vẫn đậu, mình bị phạt chứ. Thưa đại chúng, là mình phải giải thích như thế nào để hàng xóm họ cảm thông với mình và họ chấp nhận cho mình làm chùa ở đó mình mới hay. Còn mình tìm mọi cách chống lại họ, mình hu khe họ thì cũng được thôi, mình thắng đó. Nhưng mà mình thêm kẻ thù, lúc nào họ cũng để ý mình. Cho nên á, có một cái bài thơ 10 lời Đức Thầy dạy, trong đó có một câu: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, mình nói như thế nào mà cho nó hiệp được, nó hòa hiệp được cả trong lẫn ngoài. Cho nên ở trong một cái gia đình, trong một cái đoàn thể, nếu chúng ta đẹp được, mỗi người chúng ta cố gắng chúng ta đẹp được ngôn từ, nụ cười, động tác, quan niệm, còn cái gì nữa, tấm lòng. Mình đẹp cái tấm lòng, mình nhất định sẽ làm đẹp hoàn cảnh. Mà có được cái đó, tự nhiên một đoàn thể đẹp. Tấm lòng cũng phải đẹp, mình đối với tất cả mọi người phải cho đẹp. Thưa đại chúng, cái tấm lòng, có một nhạc sĩ viết cái bài ca đó, bài hát đó: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để làm gì gió cuốn. Thật sự ra rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về cái chỗ đó thôi. Nhưng mà cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Ví dụ như hồi nãy á, hiện tại bây giờ hàng trăm người không có chỗ ngồi, nhưng mình còn dư 10 cái ghế, mình cho được 10 người ngồi nó vẫn đỡ hơn. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hòa thượng dạy nè: nếu con là Bồ Tát, con tới đâu ngồi mà con được cái chỗ tốt á, con phải nhường cho người ta. Nếu như mà con ngồi nghe Pháp ở được cái bóng cây, con nhường cho người ta vô bóng cây người ta ngồi. Biết chi không con?
người ta ngồi người ta mát, người ta dễ chịu, người ta nhớ dai. Họ đứng mỏi chân quá, lát họ nhớ mỏi, họ quên lời thầy. Cho quý vị thấy tấm lòng này thể hiện ở cùng nơi cùng chốn nè. Bước lên xe bus nè, đang ngồi vậy đó, thấy một cái cô đó, cô đang mang thai, đứng dậy nhường chỗ. Mặc dù cổ tuổi bằng mình, nhưng hiện bây giờ cổ đang khó khăn hơn mình, là cổ mang một đứa nhỏ, nó nặng nề hơn mình, cho nên nhường cổ cái chỗ đó. Mặc dù tuổi mình bằng, nhưng mình biết được cái hoàn cảnh của người ta. Rồi bây giờ cái người đó bằng mình, nhưng mà họ đi cái nạn, tại vì họ đá banh, họ gãy chân. Mình lên xe bus mình nhường. Tấm lòng nó thể hiện trên xe bus, tấm lòng nó thể hiện trên từng cái chung nước, từng cái miếng ăn, từng cái chỗ ngồi, từng cử chỉ. Và thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta có được những cái đó, có nhiều khi chúng ta đẹp hết rồi, chỉ thiếu có một cái nói năng thôi, điểm thêm chút đó nữa cái tô toàn vẹn mình. Có nhiều khi cái gì cũng được hết, có một cái tật hay dòm ngó người ta. Có nhiều khi cái gì cũng được, có một cái tật hay chê, ta làm gì cũng chê. Có nhiều khi người ta giỏi dữ lắm, người ta ngon dữ lắm, nhưng mà cũng phải kiếm gì moi móc gì chê chút, để cho vui vẻ, để cho thấy mình hơn, và để cho người đó phải nghe lời mình. Cái này hết xảy rồi đó, nhưng mà theo tôi ha, phải theo tôi nha, theo tôi nha, thêm này một chút nữa, mình phải thêm mình trong đó một chút. Hôm nay cái buổi chia sẻ này nó không có gì cao siêu, nhưng mà nó thiết thực trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta luôn luôn thích đẹp, và muốn làm gì cũng phải trang điểm cho nó đẹp. Và chúng ta làm gì cũng, thí dụ thôi, mình nấu cái gì lên đó, hôm nay mình hùng mỗi người món đem lên chùa, là mình muốn hết sức của mình làm ngon, nhờ tất cả ngon, cho nên buổi ăn tiệc đó món nào cũng ngon. Rồi nhiều khi trong một cái đạo tràng, một cái hội chúng với nhau, mình đóng góp hết sức của mình muốn cho cái chỗ đó nó được hoàn hảo, thì cái sự hoàn hảo đó nó căn cứ ở những cái nơi, những cái thương tật của chúng ta. Tu tập lời nói, có nhiều khi ý thì không xấu, mà cái âm thanh làm cho người ta giật mình, ta tưởng mình đang giận. Ví dụ như các vị mà lãng tai đó, thường hay nghĩ rằng ai cũng lãng tai giống mình, cho nên cái người lãng tai nói lớn lắm, tại vì cái thói quen thôi, mình không nghe, mình nghĩ người khác không nghe cho nên nói lớn. Mình hiểu được người đó như vậy cho nên không có giận, không có giận. Làm gì la tôi hoài vậy? Nói tôi đâu có la gì đâu, chỉ nói không về nhà. Tại cái người lãng tai, mình cảm được cái đó, mọi việc nó thầm, chỉ là cảm thông. Và thưa đại chúng, đẹp ngôn từ, đẹp nụ cười, đẹp hành động, đẹp tấm lòng, đẹp quan niệm, đẹp hoàn cảnh, mà tất cả cái đó mà làm được, thì chúng ta tô điểm một cá nhân đẹp, tập thể nó sẽ đẹp. Mà tập thể nó sẽ đẹp rồi thì nó lân, nó lay. Cũng giống như mình hướng dẫn đứa con, đứa con mà nó ra ngoài, nó gặp ai nó lễ phép, người ta tự ta nhìn đứa con đó, người ta khen. Thưa đại chúng, người xưa có câu, nếu mình đọc binh thư thì gọi là đọc binh thư thì có rất nhiều những cái hình phạt, đọc luật thư thì cũng có sẽ nhiều những cái quy tắc, phải không? Cho nên luật thư hay là chiến thư, binh thư thì chiến hình đầy đủ. Còn nếu mình đọc kinh Phật là đọc Phật thư thì sao? Chiến hình vô cụ, hai cái này nó không có mặt. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm sao chúng ta có chút thời giờ để chúng ta hướng thiện, để chúng ta hướng thiện. Chỉ cần một ngày quý vị lễ Phật ba lễ thôi. Tại sao? Tâm hướng Phật.
Pháp Hòa trước khi đi đâu, bất cứ đi đâu, đi xa nha, vòng vòng thì không nói, nhưng mà hãy trước khi sắp sửa ra phi trường đi đâu, mặc áo rồi chuẩn bị ra cửa là lên lễ Phật trước ba lễ. Lễ Phật xa tổ đi, đi về tới rồi chuyện đầu tiên nhất là ra lại Phật xa tổ, tập cho mình thành một thói quen để lúc nào mình làm gì cũng có Phật Pháp Tăng Tam Bảo bên mình. Mà người có Tam Bảo bên mình thì nhất định hành động lời nói nó phải có cái phần giảm. Tu thì cái đó giảm chứ chưa dám nói hết. Còn nếu mình tu một thời gian mà cái này nó tăng, cái này là lên đường chứ không phải xuống đường. Mà xuống đường là bị phạt, mà lên đường là mệt. Cho nên tu là sự chuyển hóa, tu là sự chuyển hóa cái khổ đau, cái negative, cái khó khăn ở trong mình, thấy được cái đó. Hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, chúng ta hãy làm đẹp chúng ta bằng những cái đó. Mà hãy chúng ta có được cái đó là nhất định một đoàn thể sẽ đẹp. Xin cảm ơn đại chúng đã làm sao để phân biệt công đức phước đức, làm thế nào để có phước đức và làm thế nào có công đức, tụng kinh niệm Phật có phước đức hay có công đức, bố thí và công đức có tác dụng gì, vân vân, những câu hỏi như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa nói phân tích thì có hai chữ: phước đức là do những cái gì mình có, mình đang hưởng, hay là hành động mình làm. Ví dụ mình cho người ta tiền của, nhưng mà cái tâm tư, cái tu tập của mình ẩn tàng bên trong nó thể hiện cái đó gọi là công đức. Cái behave của mình, cái cách mình ứng xử, mình sống là cái để có công đức. Nhưng mà cái công đức đó nó phải mượn những cái gì mình thể hiện như phước đức của mình, để cái công đức nó bổ sung cho nhau. Cho nên phân tích thì hai, mà thật sự ra họ hai cái đó nó phải có mặt, nó nương nhau. Thí dụ người ta mang lên một cái hoa này người ta cúng cho chùa, cái người cúng có phước là vì họ biết đem vật của lên họ tặng. Mình cũng phải có phước mới được ta đem cho chứ, đâu phải tự nhiên ai cho mình, phải không? Vậy thì người cho cũng có phước mà người nhận cũng có phước. Có phước mới được người ta thương, người ta tặng. Nhưng mà mình mới vừa cầm hoa hồng lên, trời ơi, đồ rẻ mạt của em tặng. Tự nhiên đang có cái phước vậy nói một câu cái mất công đức. Không, nãy phước đức rồi, phước đức người ta cho mà tự nhiên nói một câu, tự nhờ cái câu nói đó mất đi cái phước. Thí dụ mình nói vậy, mai mốt ta cho nữa không? Rồi người ta, cái phước mình đổ ụp xuống một cái mất hết trơn. Đơn giản vậy thôi. Cũng giống như nãy mình ngồi mình tụng kinh tha thiết vậy đó, mà vừa đứng dậy một cái ai chọc mình giận chửi quá trời quá đất thì giờ sao? Hồi nãy tụng kinh có phước phải không? Có phước, có phước đức, có công đức luôn. Phước đức là mình được âm thanh tốt nè, có đèn cho mình tụng nè, tụng ngon lành vậy đó. Rồi có phước nữa là gì? Người khác ta nghe mình tụng, ta mở tâm. Có nhiều khi người ta tự nhiên ta tha thiết với lời kinh, nghe tụng kinh ta thích lắm. Đó, mình ngồi thời kinh thôi mà được có phước đức, có phước đức như vậy. Tự nhiên xong thời kinh chửi bới sùm cái rồi. Cũng giống như mình đi làm công quả vậy đó. Làm từ sáng tới chiều, trời ơi, tính ra biết bao nhiêu không? Lát chiều giận gì đó cái rồi hết trơn hết trời, đổ ráo hết trơn. Cho nên mình có cái phước đức, cái công, cái phước đức là cái cách, cái những cái gì mà chúng ta có. Còn cái công đức là do cái cách sống của mình. Mình đem cái vật gì mình tới mình tặng cho người ta, mình sỉ vả người ta để mình cho, thì mình mất cái công đức. Phước có.
thì cái phước này nó vẫn có nha. Tạo cái nhân cho là được, mình sẽ được hưởng được, nhưng mà mai mốt cũng thế. Thí dụ như có nhiều người chăm sóc cho cha mẹ lắm, nhưng mà con chăm sóc nhưng mà chửi dữ lắm. Và nhiều khi cái nhân quả, có thể đời trước cái vị đó cũng tạo cái nhân gì đó, cũng cho người ta ăn vậy đó, nhưng mà rồi sỉ vả người ta, chửi bới người ta. Cho nên nhiều khi đời này cái nhân cũng được người khác chăm sóc, nhưng mà bù lại cũng bị. Nhưng mà cũng không biết, biết đâu chừng cái người đó chỉ mới, người con đó chỉ mới có gieo nhân đời này thôi, và nhân quả nó trùng trùng, không biết được. Cho nên á, bất cứ việc gì chúng ta làm, mỗi lần chúng ta làm việc gì á, chúng ta cứ nhớ, ồ, con có phước quá, con được làm việc này, và con sẽ cố gắng làm cho trọn vẹn, để con trọn luôn cả phần công đức. Con có phước quá, con còn được mắt sáng để đọc chữ. Bây giờ con ráng đọc kinh để con huân tập những cái lời hay ý đẹp trong tâm thức của con. Mà hễ mà cái gì mà nó huân trong tâm mình rồi á, thì thế nào hàng ngày mình ứng ra mình sống. Pháp Hòa ví dụ, hôm qua chiều có một chú Phật tử chú ngồi, thì chú nói thì hồi nào giờ chú chỉ biết Pháp Hòa qua YouTube thôi, thì chưa bao giờ được gặp. Thì ngồi nói chuyện hồi cái tự nhiên chú nói một câu, chú nói còn nhớ thầy một câu, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nếu ổng không nghe thượng đâu nhớ. Nhưng mà khi mà mình nhớ được cái câu đó rồi á, mai mốt lỡ mình có buồn cái gì đó, cái mình đọc câu này lên thì nó chuyện gì sẽ xảy ra? Nó làm cho cái tâm mình positive, tích cực trở lại. À, buồn gì rồi cũng sẽ qua, phải không? Rồi Pháp Hòa mới nói còn câu nữa, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Con người mình á, nếu mà so với cái vũ trụ này, mình như hạt cát vậy hả? Không tin đó, hôm nào quý vị đi máy bay á, ở dưới này quý vị thấy xe tải khổng lồ vậy không? Nhưng mà bữa nào máy bay nó cao lên, mình nhìn xuống dưới như những con kiến nó bò, phải không? Đó, chỉ cái cách mặt đất chút xíu vậy thôi, con người đi là không thấy rồi đó. Chỉ có những chiếc xe nó đi tới lui, trời, ý như là một cái đồ chơi vậy. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Nói vậy rồi mình thấy cái khổ của mình chả là gì so với cái khổ của chúng sanh. Mình nói mình khổ nhất hả? Thôi đừng dành. Khổ mà cũng dành nhất. Tôi khổ nhất. Vậy mà tới hồi khổ đến không, tôi không muốn đâu. Mà lúc nào cũng dành nhất hết đó. Khổ nhất. Nhiều khi quý vị nói trời ơi tôi hiền gần chết. Pháp Hòa nói không ai chết, sắp chết mà còn đủ sức để giữ hết đó. Người nào sắp chết cũng hiền hết. Nó muốn khiêng đâu khiêng, nó muốn làm gì làm, chứ khỏi cần dành hiền gần chết. Lúc đó rồi không muốn hiền cũng phải hiền. Mình nghĩ vậy cái nhiều lúc mình tích cực. Giống như Pháp Hòa hay đùa, nó chết chắc chứ, khỏi lo, thế nào cũng chắc chắc chết. Đụng đụng cái chắc chết, đừng lo, chết là chắc. Ví dụ vậy đó. Cho nên sự xa đời của Đức Phật đó, thì trong Kinh Pháp Hoa nói đó, Đức Phật ra đời có bốn sự việc, có một sự việc quan trọng để làm. Đó là khai cho chúng sanh biết, chỉ cho chúng sanh biết, để chúng sanh nhận được cái đó và sống với cái đó. Đó là cái trí tuệ mà trong kinh chuyên môn dùng cái từ là Phật tri kiến. Phật tri kiến là gì? Cái thấy biết như thật của bậc giác ngộ. À, ví dụ quý vị nhìn cái bình hoa này đẹp phải không? Nhưng mà đối với cái bình thường mình nhìn này, nhục nhãn mình nhìn là hoa đẹp, mà thậm chí mình đắm đuối mê hoa nữa. Còn tri kiến Phật ta nhìn vậy nè, đẹp là biết đẹp, tươi vẫn biết nó tươi, nhưng tôi thấy được bản chất của hoa là có ngày nó sẽ héo.
thấy được cái bản chất của hoa sẽ héo là tri kiến Phật đó, thấy biết như tỉnh thức giác ngộ. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một Phật tử, mình thấy cuộc sống này nó đổi giờ vậy đó, nhưng mà thật sự ra nó không đi đâu hết á, chẳng qua là nó biến thể thôi. Cho nên sự luân hồi không phải con người không đâu. Chiếc lá cũng có luân hồi, đám mây cũng có luân hồi. Đám mây á, nó sẽ rơi xuống, nó luân hồi thành nước. Nước nó luân hồi thành hơi, hơi nó luân hồi thành mây, mây nó luân hồi thành nước. Mà khi nó rơi xuống, nó chạm phải cái không khí lạnh thì giờ không còn kêu nước nữa mà gọi là gì? Tuyết. Rồi khi mà nó đủ cái chất ấm, nó rơi xuống nó thành nước, thì trong khi nó rơi mình kêu là mưa. Cũng là một cái tô bột mì đó, mà khi nó đang làm một cái tô bột mình kêu là bột mì. Rồi cho nước vô nhồi xong để lên nướng thành cái ổ dài dài kêu bánh mì. Vậy thì giờ cục bột này nó luân hồi qua cái thể là bánh mì. Nhưng mà bánh mì đó, chỉ cần mổ cái ổ bánh mì, để cái nhân vô nó tên khác à, bánh mì siêu mại, bánh mì thập cẩm, phải không? Cho nên nhìn với tất cả các pháp, pháp nào mình cũng thấy như thật tướng. Thấy được như vậy không có khổ đau. Thí dụ hôm nay mình buồn đi, không có sao hết, tại vì mình đã từng có những ngày vui rồi. Giờ mình ném những ngày buồn, để rồi sao? Từ cái buồn này mình hiểu biết, mình vươn lên. À, để mình vui với cái buồn. Vui với cái buồn là sao? Thí dụ mình bệnh mình buồn không? Buồn. Nhưng mà nghĩ lại, đời người ai không bệnh? Phật còn phải bệnh. Cho nên á, Đức Phật thị hiện đủ các tướng. Tại sao mình không gọi Đức Phật cũng nhận các tướng giống mình, mà tại mình dùng là chữ thị hiện? Tại vì Ngài không có khổ với nó. Còn mình là thử giờ no quá có khổ không? Đói quá cũng khổ, no quá cũng khổ. Trời, no quá cứ đi ưỡng bụng rên rỉ, và đói quá khum xuống rên rỉ, đói cái ôm bụng khum người xuống, mà hãy no quá cứ ưỡng bụng đi. Cho nên những cái cảm xúc, cái buồn diện mạo mình nó khác, vui diện mạo mình nó khác, thích con mắt mình nó nhìn khác, ghét mắt mình nó nhìn khác. Đó, cái người mà người ta có cái Phật tri kiến, ta nhìn ta biết này, bữa nay đổi tướng đổi sắc rồi. Ngày nãy có một vị Phật tử gửi: thầy ơi, tâm sinh tướng. Con hiểu là cái tâm nó sinh tướng, nghĩa là cái tâm của mình nó sinh ra tướng mạo thôi. Đúng, cái câu đó là đúng vậy. Nhưng với cái nhìn tổng quán ra nữa là gì? Tâm cũng có thể sinh ra các tướng. Đó, cái nhà thờ cũ kỹ này nè, rồi mình tới đây mình nhìn xong mình tưởng tượng ra, xong rồi mình vẽ cái bản vẽ lên, bữa nay có cái tướng chùa. Cái khúc này là khúc cộng vô thêm, nhà thờ nó chỉ vỏn vẹn nhiêu đây thôi. Này, tâm sinh tướng. Rồi lúc đầu cái bản vẽ, cái mé bên trong này nó đâu có được logic. May bữa đó mở ra cái có anh Phật tử, anh Quảng Dự, anh nhìn anh thấy nó hơi ngộ ngộ. Bắt đầu anh ngồi anh phụ mình chỉnh sửa ra có cái phần. Thì nếu mình nhìn theo cái hạng của cái chữ là tâm sinh ra tướng mạo, buồn hiện lên buồn, vui nó hiện ra vui. Nhưng bây giờ cái tướng này mình nhìn rộng đó, đâu phải chỉ có cái dáng dấp của mình là cái tướng của con người, chứ đây cũng cái tướng nè. Ngày hôm qua đó, các vị ở Vancouver cầm bông này vô là bó không à. Sáng nay tướng khác này, phải không? Rồi Phật thỉnh về đứng không có sao, giờ tướng Phật đứng khác rồi đó. Đứng không có bông nữa. Mà Phật đâu có muốn mấy này, mình toàn là mình tâm mình muốn làm sao mình gắn lên Phật vậy hết. Phật đâu muốn cái hột sòn ngay đây đâu. Phật chỉ có một cái chấm đỏ, nếu mà theo ở người Ấn Độ ta chấm một cái gì. Rồi cái mình thấy đỏ không đẹp đâu,
bay hết, kiếm hột xoàn gắn vô. Mà may hột xoàn giả đó. Chứ thiệt là bị nại cửa rồi. Tất cả các tướng do tâm mình sinh. Quý vị thấy Quan Âm không? Đứng đủ kiểu hết trơn. Tại mình khoái mấy cái kiểu đứng đó, mình đứng vậy thôi. Chứ ngày Quan Âm ngày đâu có nói tôi phải đứng như vậy, tôi phải đứng như vậy, tôi phải bắt như vậy, tôi bắt như vậy đâu. Thật là cái tâm của mình, mình đem mình gắn vô hết cho các vị, rồi mình từ đó mình gọi. Cho nên cái người mà cái gì vậy, cho nên cái người người ta tuệ giác, ta đâu có bị chấp trước vào mấy cái tướng đó. Ta nói, ủa sao bữa nay Quan Âm bắt tài kỳ vậy? Tôi thường thường tôi thấy Quan Âm dày không mà tự nhiên sao dày. Đấy, ta hiểu rồi, ta đâu có khổ đau với mấy này nữa chị đó. Mình hiểu được như vậy đó, Phật mở cho mình một cái nhận biết gọi là khai Phật tri kiến. Khai là mở, thị là chỉ. Chỉ mà không biết chỉ cho mình. Ví dụ như á, mình không biết cái đó là cái mặt trăng, thì các vị mới lấy ngón tay chỉ mặt trăng, nói đó là mặt trăng. Nhưng khi mình nhận ra mặt trăng rồi á, thì mình biết rằng ngón tay này chỉ là một phương tiện để chỉ mặt trăng thôi. Thấy mặt trăng mới là cái việc chính. Đừng có, nhưng mà không có ngón tay để chỉ trăng, mình không biết đó là trăng. Vậy thì tất cả mọi hình tướng, các pháp trong Phật giáo mà sử dụng đó là pháp môn thôi. Cái pháp để mình bước vào cửa, mình không biết cửa nào để vào, giờ có pháp môn. Mà khi bước vào trong nhà rồi, enjoy cái việc ở trong nhà. Đây nè, cửa này bây giờ lót rồi đó, phía sau lót cửa rồi, thì mình đi môn khác, đi cửa khác. Quan trọng là mình được vào trong này. Vậy thì pháp môn niệm Phật, pháp môn ngồi thiền, pháp môn tụng kinh, pháp môn trì chú, pháp môn lại sám hối, chỉ là pháp môn. Mà mục đích vì ai chưa có vào cửa thì mình mở cửa cho người ta vào. Hồi nãy có hai anh chị vô ngồi, người vợ mới giới thiệu. Dạ, thưa chồng con ngoại đạo. Pháp Hòa nói dạ, ở đây không ai ngoại đạo hết đó. Như thế nào gọi là ngoại đạo theo cái nhìn của đạo Phật? Mình tưởng là người ta không cùng đạo với mình kêu người ta ngoại đạo. Nhưng mà Phật giáo không có dùng từ ngoại đạo như vậy. Phật tử không có dùng từ ngoại đạo như vậy. Ngoại đạo là ai mà không thấy được lẽ thật. Thí dụ mình là Phật tử, mình ở trong đạo Phật mà mình hiểu biết lệch lạc về đạo Phật, mình cũng ngoại đạo như thường. Có bao giờ quý vị thấy Phật tử mà hiểu lệch lạc đạo Phật không? Hiểu gì? Nhiều lắm. Hiểu lệch lạc đạo Phật nhiều lắm. Hà nữ ra cũng xưng danh là Phật tử đó, nhưng mà ngoại đạo, ở ngay ở trong đạo Phật, vẫn đi chùa mỗi tuần, nhưng mà tâm tư không có hiểu đúng gì Phật dạy hết. Đó, ngoại đạo đó. Chứ có ai ngoại đạo đâu. Phật giáo không có gọi người khác là ngoại đạo, cho nên Phật tử đừng gọi vậy. Mình là Phật tử không có gọi người khác không có cùng niềm tin mình là ngoại đạo. Phật giáo không dùng như vậy. Anh ở trong đạo Phật mà anh không hiểu đúng về đạo Phật, anh cũng ngoại đạo như thường. Thầy thầy, con xin chụp tấm hình. Thầy cũng đứng giữa hai người hai bên. Ê, không chụp ba, kiếm người nữa vô chụp bốn. Ngoại đạo chụp hình. Phật giáo làm gì có chuyện không cho mình chụp ba người. Tượng thờ ba tượng kìa, có ông nào chết đâu. Có nhiều người còn hay nữa chứ, chụp xong không sao không sao, thầy đứng giữa. Nghĩa là thầy lãnh đủ á. Hay không? Thấy thương ghê vậy đó. Có chuyện gì réo thầy mà hãy chuyện xui tới thầy lãnh nghe. Tại thầy đứng giữa đó. Hả? Rồi cái nghe tới bốn người xong, cái người thứ năm á, họ muốn vô nhưng mà họ thấy bốn người, họ muốn vô cho nên nó ê đây không được, chụp bốn,
chụp bốn xui lắm, tử, sanh lão bệnh tử. Họ nhảy vô họ thành năm. Cái người thứ sáu muốn vô mà không biết làm sao vô, tại nghe nói là ê, ê không được, năm ngũ quỷ, tôi vô nữa mới được. Cái bước người thứ sáu vô, cái anh kia nói không không, tôi muốn vô, lục tạc không được. Mình suy nghĩ đó. Nhưng mà trong Phật giáo có rất nhiều pháp số. Lục là gì? Lục độ, lục diệu pháp môn. Tại sao không suy nghĩ mà lại kêu lục? Chỉ biết lục tặc. Còn số 5 hằng hà sa số, ngũ căn ngũ lực, phải không? Ngũ giới, vân vân, rất nhiều. Tại sao mình không nhớ những pháp số hay ho như vậy? Mình nhớ làm chi mấy cái kia? Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc vậy. Hai vợ chồng không có cùng niềm tin đâu có sao. Cái đó chỉ là cái hình tướng. Cái quan trọng là mình hiểu cái nền tảng của mỗi cái đạo giáo, rồi từ đó mình cùng nương vào. Trong Phật giáo á, có cái từ gọi là gì? Tương tức, tương nhập. Không cái gì mà nó tồn tại một mình được. Pháp Hòa ví dụ, hôm nào mình nghe một đạo giáo nào đó, các vị tu sĩ của đạo đó làm những chuyện sai quấy, mà báo chí đưa lên rồi tín đồ mất niềm tin, đừng có mừng. Khi con người mất niềm tin với đạo giáo thì không phải một đạo giáo bị như vậy, mà tất cả sẽ bị ảnh hưởng. Họ mất niềm tin với đạo giáo. Đừng nghĩ rằng đạo kia bị, đạo mình không bị, không có đâu. Nhưng mà khi con người cùng hướng về tâm linh, Pháp Hòa ví dụ, khi mà thiên tai dịch bệnh, đâu có phân biệt tôn giáo nào đâu, phải không? Dịch bệnh là không tha ai hết. Thì tất cả cùng một hướng thôi, đó là hướng cầu nguyện. Nếu mà nói trên đức tin, muốn cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ, chứ đâu có ai nữa cầu cho dịch bệnh lan tràn đâu. Cho nên hiểu được cái chỗ đó, công đức lớn lắm. Công đức lớn. Cho nên cái công đức, cái phước đức là do cái mà mình đang có. Ví dụ như cái ly nước này, Pháp Hòa được cái ly nước này uống là phước đó. Tự nhiên ta đi kiếm cái ly đẹp, ta để nước vô đàng hoàng cho mình. Nhưng mình lại phung phí, hay là mình làm, mình nạt nộ cái người cho mình. Lẽ ra nếu mà mình đàng hoàng được uống mãi. Không đàng hoàng rồi, bữa nay là bữa cuối nha. Tình đầu là tình cuối người ơi nha. Mất phước, mất công đức. Nên nương với nhau. Phật Di Đà đứng giữa, Quan Âm đứng bên, Thế Chí đứng bên, có mặt cho nhau. Cũng giống như mình để Đức Thích Ca ở giữa, tượng trưng cho vị thầy của giáo chủ cõi Ta Bà. Cho bất cứ mình tu pháp môn nào cũng để Đức Thích Ca ở giữa. Rồi tùy theo hai bên, để Văn Thù Phổ Hiền cũng được, Quan Âm Địa Tạng cũng được. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là đại nguyện. Một người có đại nguyện kiên trì, một người có tâm từ bi rất lớn. Nhờ hai cái đó bảo hộ cho nhau, cho nên đi vào đời, lên cõi đời này cũng được, xuống địa ngục cũng được. Đừng nghĩ rằng Quan Âm không xuống địa ngục nha. Tại vì Ngài Địa Tạng nếu không có lòng từ bi thương mình ở cõi khổ thì làm sao Ngài lăn xả vào đó? Trước hết là phải có thương, là hạnh nguyện của Quan Âm. Từ tình thương mới lập ra đại nguyện. Rồi trong Ngài Địa Tạng cũng có, trong Ngài Địa Tạng có hạnh của Đức Quan Âm, mà có hạnh luôn của Ngài Thế Chí, là cái dũng lực để vượt tất cả mọi khó khăn. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta đều nương nhau hết. Quý vị thấy không? Mặc dù cái cộng đồng Phật tử mình đây rất ít, nhưng mà mình nương với nhau hết, mình mới làm được một cái buổi lễ.
Quý vị mà có mặt ở đây từ hôm qua, quý vị sẽ thấy các vị hỗ trợ cho nhau. Hôm qua giờ Pháp Hòa cũng đâu có ở im trong phòng đâu, cũng đi ra đi vô, phụ này phụ kia, mình phụ họ, phụ trợ cho nhau. Mà bây giờ Pháp Hòa về đây mà tổ chức lễ Phật đản mà không có các vị phụ trợ, sao Hòa làm được? Không được. Cho nên cái tương quan tương duyên đó quan trọng lắm. Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật phải hộ trì. Câu này đúng không? Đúng. Một Phật mà đến đây làm việc Phật, một thầy mà đến đây làm việc Phật thì phải có ngàn vị Bồ Tát để mà giúp đỡ. Không phải chỉ ở một vùng hai vùng, ngay cả trên Trúc Lâm Tây Thiên cũng vậy. Không có tất cả quý Phật tử khắp nơi, người đóng góp thế này thế kia, làm sao duy trì, làm sao có thể thành tựu được Phật sự. Mà không phải riêng Pháp Hòa, tất cả các thầy trên thế gian này. Cho nên mình nó nhớ, nhận ra hết. Ngày nào nói con rất có phước, và con nguyện đem cái phước đức, phải không? Con nguyện sống bằng phước đức và tạo thêm công đức, lấy công đức tạo phước đức, hỗ trợ cho nhau. Mình có ăn đó là có phước, nhưng biết san sẻ là có công. Và khi mình đem cái vật thực mình san sẻ cho người khác, sẽ cố gắng làm bằng tất cả tâm tình thương của mình. Khi Pháp Hòa lấy thức ăn cho đại chúng, quý vị đừng có ngại, ô thầy làm vậy con mất phước. Không có sao hết, thầy làm thì có phước, quý vị cũng có phước. Có phước gì? Được em service, và quý vị để cho em làm, em cũng có phước. Thích không? Không có gì đâu. Thầy có hai tay, thầy service tốt. Chỉ sợ á, bữa nào mình muốn làm không còn sức để làm. Pháp Hòa kinh nghiệm điều này. Có những ngày Pháp Hòa đau ở cánh tay này. Quý vị biết ở trên chỗ trước mặt Pháp Hòa có một quyển kinh Vạn Phật, mà cái bìa nó dày, mà giấy dày. Có nhiều buổi sáng mà cầm quyển kinh không nổi. Có nhiều khi đang cầm cái microphone về tụng kinh mà muốn lấy cuốn kinh đó lên mà cầm không được quyển kinh. Thế là phải bỏ cái máy xuống, là hai tay nâng cuốn kinh ra. Tự nhiên cái giây phút đó mà mới nói Đức Phật dạy tuyệt vời vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói nè, người già, người bệnh, tu. Nhưng mà đâu phải già bệnh tu, khỏe trẻ tu. Trẻ không tu, thấy già không? Ngồi có một chút ở dưới này hạ tọa, lên hàng thượng tọa nhiều không? Đó. Khỏe không lo tu, tới hồi không còn sức khỏe lấy gì tu. Cho nên không phải già mới tu, nhưng mà già tu. Tại vì biết sao? Sắp tới ngày đi. Bệnh phải tu, gần ngày đi. Không phải sắp mà gần ngày đi. Còn trẻ phải tu, không biết đi ngày nào. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa nhận được tin một người ở dân cư dân Edmonton, người Á Đông mình, ở dưới phố bị bọn cướp đánh chết hai người. Rồi các vị mới chờ Pháp Hòa về để giúp cho cái đám tang sắp tới đây. Rồi mới đây này Pháp Hòa nhận một cái lễ cầu siêu cho một em hai mấy tuổi ngủ đi luôn. Cho nên đâu phải già mới chết hay là bệnh mới chết, đang khỏe. Mình nói là đang khỏe với cái nhìn của mình, chứ nội tạng người ta bệnh mình đâu có biết. Tại vì chết phải có nguyên do chứ không phải tự, phải không? Thí dụ như cây đèn mới mua về, tưởng đâu là brand new, không hư hả? Nó rớt xuống, nó đứt dây dị trỏng, nó cũng đâu có xài được đâu. Cho nên á, mình đọc kinh của Phật dạy rồi thì mình chỉ biết nói là Đức Phật được thế gian mình ca ngợi là bậc nhất thiết trí, nghĩa là người có trí tuệ thấy biết tất cả. Phật được gọi là chánh biến tri,
chánh là chơn chánh, biến là cùng khắp, tri là biệt. Cái biết của Ngài nó đúng đắn mà nó cùng khắp. Không biết Ngài không phải Ngài chỉ biết khổ của con người không đâu. Ngài biết luôn cả cái khổ của súc sinh. Cho nên Ngài mới dạy mình nuôi dưỡng lòng từ bi. Dạ thưa Thầy, con không ăn, con thích câu cá, câu chơi cho vui vậy. Trời đất ơi, ta đang khỏe mạnh, bơi tung tăng vậy, thả cái mồi móc miệng ta lên chỗ đau vậy, cái thả ra lại cho vui, lấy cái đau của người ta mà làm cái vui của mình, ai làm vậy? Con chim đang ngồi đậu ở trên cành vậy, lấy cái ná bắn nó xuống vậy, làm gì? Bắn cho vui thôi. Thôi bữa nào mình đang đứng, ta lỡ ta dện vào một cây, làm gì? Đánh cho vui. Được không? Quý vị lấy cái cây quý vị rượt con gà, con chó coi nó chạy không? Tại sao nó chạy? Vì nó biết đau. Ở trên Tây Thiên á, có cái bờ hồ, có cái hồ đó, ai mà đến là biết. Vịt trời đông lắm, chim tới. Mà quý vị biết hôm nào mình đi xuống cái đó ha, mà thấy có một con chim nó đúng nó hét, mà nó chạy gần tới mình, là mình biết gần đó có cái ổ chim. Nó sợ mình đi tới phá cái con của nó. Còn mấy con vịt á, bình thường cũng thôi nghe, mình mà tới gần rồi nó bay tới, nhiều khi nó muốn đạp mình luôn vậy đó. Thì mình thấy con vật nó cũng thương con đó. Thì con người cũng vậy. Cho nên các vị lên hỏi Pháp Hòa, trong tất cả các giới của con người, giới tính nào Đạo Phật cũng tôn trọng, vì tất cả là bình đẳng giống nhau. Quan trọng á là họ phát huy được cái nội tâm tu tập. Đâu phải nam mới được tu, nữ mới được tu, đồng tính được tu, tất cả đều tu hết. Nhưng mà tùy các cái vị trí mà chúng ta phát triển sự tu tập. Cũng giống như con mình biết con mình có khả năng ở mục nào, mình nhờ đúng cái đứa con đó. Đệ tử cũng vậy, Pháp Hòa biết thầy nào, chú nào, thích mảng nào, Pháp Hòa nhờ đúng chuyện để phát huy cái đó lên. Chú nào thích tụng kinh, thường đi tụng kinh, thích tụng. Chú nào thích lo công việc về technology, mình nhờ chú đó để chú đó phát triển, đem cái phước mà có được, cái tài năng đó đóng góp cái công đức. Được hết. Cho nên á, Đức Phật có mặt ở cõi đời này, Ngài cũng có mắt tai mũi miệng giống mình. Nhưng mà mắt tai mũi miệng của Ngài á đều tạo ra công đức cho mình hết. Cho mình cũng học cái đó. Mình không dám dùng cái từ là mình là hạ sinh, giáng sinh, là đản sinh. Mình chỉ là sinh bình thường thôi. Nhưng mà mình từ cái nhục nhãn đó mình tăng trưởng lên. Từ con mắt bình thường đó mình tăng trưởng lên. Cho quý vị mà ôn lại 12 cái lễ của Đức Phật, là mình có được một cái lịch sử căn bản về cuộc đời của Đức Phật. Rồi hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa nương vào cái câu hỏi của một vị Phật tử, thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái việc này á, nó có mặt, cái phước đức, cái công đức nó có mặt trong tất cả chúng ta, cũng như nó có trong Đức Phật. Vì vậy mà ở trong Phật giáo á, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, khi mà chúng ta thiết trí bàn thờ, các tổ thường hay dạy mình để, nếu mình để đèn cầy, hai cây hai bên, để muốn nói lên cái tuệ giác của Đức Phật và cái tuệ giác của mình giống nhau. Cái quan trọng là mình có thắp sáng được cái tuệ giác đó không. Ví dụ giờ hai cái đèn có nè, nhưng mình không có chịu thắp lên thì nó làm sao nó sáng được.
giống như trong cái phone của mình á, nó có cái đèn pin ở trong đó, nhưng mà mấy người già cỡ mình không biết xài, phải không? Cái điện thoại thông minh đó, nó nhiều cái function trong đó lắm, nhưng mà chỉ mấy đứa trẻ, mấy thầy nhỏ nhỏ biết là mình là chỉ có cái phone cầm chơi cho vui, cho xịn vậy đó. Nhưng mình chỉ biết mấy chuyện thôi, Viber để gọi Việt Nam nè, bắt phone nè, chụp hình nè, quăng lên Facebook chơi thôi. Nó hằng hà sa số trong đó. Thưa đại chúng là Pháp Hòa không biết gì, việc gì cũng phải nhờ mấy thầy hết. Ngày hôm qua xài cái máy có con chuột mà nó wireless, mà sao mình quay hoài nó không được, bấm hoài nó không vô. Ngoát thầy Đức Tạng, con sao làm không được? Ông nói tại thầy chưa mở này, chưa mở này. Ông chỉ vô ông bấm hai cái nó xong liền. Ông khai Phật tri kiến. Ông thị đó, ông thị là ông chỉ đó, ông khai là ông mở đó, ngộ là mình nhận ra đó. Bữa nay biết làm rồi, nhập, khai, thị, ngộ, nhập, khai Phật tri kiến, mở cho mình biết, thị Phật tri kiến, chỉ cho mình thấy, ngộ Phật tri kiến, để cho mình nhận được cái đó. Rồi làm gì? Nhập Phật tri kiến, chứng được cái đó, sống được với nó. Mình có hết, nhưng mà không ai khai, không ai thị. Vì không ai khai, không ai thị, cho nên mình không ngộ. Mà không ngộ thì không nhập. Mà nếu có nhập thì gì? Nhập nát bàn. Mình cũng có nhập vậy, nhập tiệc. Nhập vào một cuộc chơi mà không có nhập niết bàn. Không phải đợi chết mới nhập niết bàn. Cuộc sống này mỗi ngày chúng ta vẫn rất cần nhập niết bàn. Vì mình không nhập được cái niết bàn thì mình sống không được với cái bản chất của niết bàn là tự tại an vui. Cho nên không đợi chết nha, đừng đợi chết mới nhập niết bàn. Thậm chí Tết mà gặp nhau chúc chị sớm nhập niết bàn cũng không có nghĩa là mình trù người đó chết. Sớm sống được với cái đó, nhập vào, nhập giống như mà nhập định vậy đó. Hồi nãy quý vị được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền mà quý vị tĩnh lặng, ai làm gì làm cũng không biết, cái đó là nhập định. Còn mình nhắm mắt lại, mình gật lên gật xuống đó cũng nhập định. Cái đó cũng một dạng nhập định đó. Cho nên các thầy ở trong thiền tông là đi ngồi thiền mà thấy ai mà nhắm mắt lại mà vậy vậy nữa, phải không, là biết rồi đó. Lên tới mấy tầng rồi. Lấy cái cây dỗ lên cái vai người đó một cái. Mình nhập được niết bàn là mình không bao giờ mình bị khổ, tại vì mình hiểu, mình biết. Cho thưa đại chúng nhớ vậy nè. Mình á là hồi nãy có một vị hỏi Pháp Hòa đó. Đạo Phật nói mấy cái chuyện giống như là cảnh giới siêu hình đồ vậy. Họ nói không, Đạo Phật không chủ trương nói cái đó. Chủ trương đích của Đạo Phật là chấm thẳng ngay con người, còn mấy chuyện kia là lặt vặt nói thêm. Cũng giống như ăn bữa ăn chính để no bụng, còn khai vị ăn dặm thêm. Hiểu ý không? Là mình nói, ví dụ như mình nói chuyện cõi này cõi kia, nói để làm chi? Nói để mình có cái biết và nhận được cái hiện tại. Cái cuối cùng vẫn chỉ cho mình cái hiện tại để mình sống. Đạo Phật không chủ trương nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới địa ngục, nói chuyện ma quỷ, nói chuyện người này kia nhập. Nếu có hữu sự đúng chuyện cần nói sẽ nói, nhưng mà không phải chủ trương nói cái đó. Tại vì sao? Chuyện con người anh lo chưa xong nữa nói gì. Hai vợ chồng mà sống nhau mà không nhập được với nhau thành một, mà không có hiểu nhau hết, thì lấy gì lấy hiểu cõi trển. Mà nhiều khi hiểu trển, hiểu dưới mà không hiểu giữa. Nguy hiểm. Giữa con người với con người sống sao cho hài hòa với nhau. Ngay chuyện con người phải giải quyết cho sống. Bây giờ nhà tôi đang có rắc rối nè, làm sao để giải quyết chuyện đó?
Con lo chi lên trển con ngồi qua sen gần nhau không? Dưới này ngồi không gần nhau được, lên trển lấy gì ngồi? Đạo Phật là chỉ ngay đây. Cho nên tại sao Đức Phật, nếu Đức Phật muốn nói chuyện đó là lên trời nói, không có xuống cõi này. Mà xuống cõi này là muốn nói chuyện của con người. Mà quý vị thấy cái khổ con người nó nhiều không? Nói không cùng không tận. Cái câu kinh hay lắm: khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Nói không hết cái khổ của chúng sanh. Nói một cái chuyện gọi là tình cảm của con người thôi là nói không cùng tận cái khổ. Đừng nói chi mấy chuyện khác nữa. Thì mong rằng tối hôm nay mình gặp nhau, mình ôn lại, ôn lại một vài việc. Và quan trọng là những cái chuyện mà nói đó: khai, thị, ngộ, nhập. Đó là mục đích của Đức Phật có mặt. Và mình là Phật tử phải nghe Pháp để hiểu đúng Phật Pháp. Hiểu đúng Phật Pháp thì không còn là ngoại đạo. Nhớ, mình là Phật tử và không hiểu đúng Phật Pháp, hiểu lệch lạc Phật Pháp rồi đi truyền bá những cái lệch lạc đó, mình vẫn ngoại đạo như thường. Phật tử là không bao giờ nói đừng có tụng kinh Địa Tạng ở nhà, tụng kinh Địa Tạng chiêu âm, tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh, tụng kinh Kim Cang nhà xào xáo, trời đất ơi rốt cuộc rồi kinh Phật toàn là chuyện tiền khủng hoảng không à. Ông ngộ vậy. Phật tử mà sao lại đi như vậy? Thì Đức Phật nói kinh nó để làm gì? Nói mà để cho người ta xào xáo chuyện gia đình, nói để cho người ta nóng tánh, để nói âm binh gì vô. Đạo Phật đâu có mấy chuyện đó. Mà nó ngộ một cái là lật từ trang đầu tới trang cuối không thấy một chữ nói cái đó. Mà ở đâu mình tu riết cái tệ giác nó sanh. Thay vì người ta sanh tuệ, mình sanh tệ. Đó. Mặc dù ngày nào cũng dở kinh tụng, nhưng mà cái tâm mình nó ngoại đạo quá chừng. Có nhiều khi mình nói, ở nhà Phật tử không được thờ tượng Phật, tượng để trong chùa thờ thôi. Rồi có nhiều người nói con còn nhỏ tuổi không được thờ Phật, thờ Phật Quan Âm phải tuổi nào. Rồi có nhiều khi còn đi coi sách bói gì đó, ở tuổi nào thờ ông nào Phật nào gì đó. Cái đó người ta khai triển thêm thôi, không phải của Phật giáo. Cho nên mình không có nghe Pháp sao hiểu không? Mình có nghe mới có khai, phải không? Khai để mình làm gì? Rồi các thầy mới giảng rõ cho mình nghe, là mình thị cho mình, chỉ cho mình thấy. À thì ra nó là vậy, gọi là ngộ. Rồi từ nay về sau không có còn cái đó nó làm khổ mình nữa. Hứa ăn chay tháng 4 một tháng Phật đản nè. Bận quá ăn không được, hèn chi tháng này bệnh hoài. Trời đất ơi, ông Phật nào ông rảnh dữ đi. Coi đứa nào ăn chay phù hộ nó mạnh giỏi. Trời ơi, có nhiều người ăn chay trường cũng bệnh tờ lưa kìa. Rồi không lẽ đó ông Phật này đi đâu chơi? Phải không? Chứ nó không có Phật, cho Phật tử không nói mấy cái đó. Rồi mình đi nói trời này Phật này linh lắm ngang. Bữa đó tôi hứa ăn chay tháng đó, cái tôi muốn ăn nó trời tôi bị đụng xe. Rồi cái tôi hoảng hồn, tôi chạy lên tôi khấn, cái tôi ăn lại cái tôi khỏe tôi hết trời. Trời ơi, về ông Phật này nguy hiểm quá. Phật tử mà đi quảng cáo Phật kiểu đó là chết Phật rồi. Cho nên á, sát bên ta mà không hiểu ta, xa ta ngàn dặm. Rồi xa ta ngàn dặm mà hiểu ta rồi á, sát bên ta. Mình là Phật tử Việt Nam, Phật là người Ấn Độ, xa không? Xa. Bên Cà Ri nỉ, bên Cà Ri nước dừa, cách nhau 2600 năm, nhưng mà vẫn gần nhau trong cái sợi tóc thôi, tại hiểu Phật. Nhưng mà có thể người Ấn Độ sanh ngay trong nước Phật, không biết gì về Phật. Đạo Phật ở Ấn Độ mới khởi sắc thời gian gần đây thôi, vắng mặt trên đất nước Ấn Độ suốt mấy trăm năm,
Từ thế kỷ thứ 12 tới thế kỷ thứ 18 là mấy trăm năm? 500 năm vắng mặt ở đạo Phật, vắng mặt đạo Phật tại Ấn Độ. Thì nhiều khi mình thấy mình đi chùa rần rần vậy, thí dụ lễ Phật Đản nè. Nếu mà quý vị đi chùa, quý vị hiểu được ý nghĩa của ngày Phật Đản, quý vị hiểu được ý nghĩa tại sao mình phải tắm Phật, Pháp Hòa sẽ hạnh phúc rất lớn. Còn nếu mình rất là đông mà không hiểu mấy chuyện đó đó thì Pháp Hòa sẽ rất buồn. Nói chung là chư tăng sẽ buồn. Nhưng nếu nói cho cùng thì lỗi đó của ai? Lỗi của quý thầy không có chịu giảng cho Phật tử nghe. Rồi nhiều khi Phật tử mắc cỡ không dám hỏi. Nhưng mà có một cái không bao giờ mắc cỡ là trả giá. không có gì sai, đúng không? Nói chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà ở đây qua nói, qua nhắc đại chúng là đi chùa, cái gì không hiểu quý vị cứ hỏi. Hỏi đi quý thầy có cơ hội. Nhiều khi nó mênh mông quá cũng biết nói gì. Thí dụ thỉnh thoảng cũng có trường hợp vậy. Hoặc là y nó cho Phật tử này hiểu hết rồi. Thì quý vị có câu hỏi, mình nghi thì mình không hiểu đó. Đa nghi đa ngộ.